chúng ta nên bọc răng sứ dán veneer hay là dán sứ composite? Bác sĩ Cường không muốn nói ra điều này vì biết rằng mình nói ra thì nhiều nha khoa sẽ cũng không thích, lại đi bảo là quảng cáo trên trời cho dán sứ veneer rằng là làm răng không cần mài răng. Đây là nói láo nhé, sai sự thật. Và bác sĩ Cường khẳng định là trường hợp mà đó cực kỳ là hiếm xảy ra, rất là ít xảy ra khi mà các bạn không mài. Hoặc như là dán composite thì là một loại chất hàn thôi, dán gây nên những cái biến chứng như là hôi thối miệng, người trong ngành hay còn gọi là sau một thời gian thì môi trường miệng như một cái bể phốt vậy. Ngoài ra thì còn những cái biến chứng khác như viêm lợi, chảy máu dài ngày, gây tiêu xương và ảnh hưởng cả hàm răng nữa. Và trong video này thì bác sĩ Cường sẽ giúp các bạn tìm hiểu bọc răng sứ veneer và dán sứ composite thì khác nhau điều gì để trở thành người thông thái nhé. Thì trước khi chúng ta ra quyết định lựa chọn bất kỳ phương pháp nào, đầu tiên là bọc răng sứ thì bạn có thể nhìn thấy trên tay bác sĩ Cường phần dưới là cùi răng đã được mài chỉnh và bên trên là tạo ra một chụp răng sứ phủ lên trên. Điều này sẽ giúp ra tạo hình giống với răng thật. Về cơ bản thì răng thật luôn được hạn chế mài mỏng để bảo toàn tối đa mô răng và tủy răng. Đây là điều quan trọng nhất trong quá trình. Nếu vi phạm tổ chức thì tủy răng sẽ bị tổn thương và ảnh hưởng độ bền vững của răng rất là nhiều. Và rất nhiều nơi thuê những người không có trình độ chuyên môn và bất chấp giá rẻ làm những cái bộ răng sứ ban đầu thì nhìn có vẻ đẹp ấy, nhưng mà bạn không thể tưởng tượng được những cái điều mà sau mình có thể gặp phải là như thế nào đâu. Trào lưu bọc răng nở rộ vài năm về trước và bây giờ thì là thời điểm họ bắt đầu thấy rõ ràng hơn cái hậu quả xảy ra như thế nào. Và những người thì đang gặp phải cái tình trạng như là hô móm nhẹ, răng thưa, hở kẽ, răng sứt mẻ, răng lệch và hình dạng răng không đều, răng ngả màu ố vàng nghiêm trọng thì có thể tiến hành bọc răng sứ. Thứ hai đó là phương pháp dán sứ veneer. Thì răng sứ veneer là một cái phương pháp mà bồi hình răng miệng thông qua việc gắn mặt răng sứ được làm từ chất liệu đặc biệt lên răng thật. Tức là cái phương pháp này thì mình chỉ dán vào mặt phía ngoài của răng một cái lớp sứ mỏng, nó gọi là veneer, có độ dày từ 0,3 đến 0,5mm để phù hợp với màu sắc răng. Và mặt sứ thì được gắn vào bề mặt ngoài của răng để mà cải thiện một số cái khiếm khuyết của răng. Và bác sĩ sẽ tiến hành mài răng thật từ 0,3 đến 0,5mm hoặc là mài rất là ít trong một số trường hợp dán sứ lên trên để mà phục hình. Mặt dán sứ được cố định lên trên răng thật bằng keo dán nha khoa có độ bền tương đối là tốt và phương pháp dán sứ veneer giúp hạn chế tối đa cái việc tình trạng ê buốt, đau nhức răng vì hạn chế cái quá trình xâm lấn đến cái mô răng và đặc biệt là tủy răng. Và các nha khoa thì quảng cáo rầm rộ lên là phương pháp này không cần mài răng, nhưng thực tế để mà làm được và để bền vững thì chúng ta vẫn cần mài một chút rất là nhỏ, giống như các bạn nữ hay đi rũ móng tay này, sau đó dán móng tay giả lên trên vậy. Thì dán sứ veneer không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn ít tác động tới răng thật và giúp đảm bảo cái chức năng của răng vượt trội hơn và tuổi thọ thì có thể là kéo dài hơn từ 10 đến 20 năm trong điều kiện mà được chăm sóc tốt, kỹ càng và đặc biệt nhé. Tuy nhiên là phương pháp này rất là kén chỉ định, có nghĩa là nó chỉ áp dụng cho một vài trường hợp chứ không phải là áp dụng cho tất cả. Với một số người gặp phải các tình trạng như là răng bị mòn ở mặt nhai này, rồi răng bị đổi màu nhẹ, chân răng ngắn, răng thưa, hoặc là răng bị hở kẽ, hoặc những trường hợp mà răng chỉ khớp khểnh nhẹ thôi nhé các bạn. Các trường hợp răng ngả màu, răng sứt mẻ ít thì đều có thể sử dụng phương pháp dán veneer này. Thứ ba là phương pháp dán bằng vật liệu composite. Đây là phương pháp này là phương pháp mà nó không phải, người ta hay quảng cáo là dán sứ nhưng mà thực tế ra nó không phải là phương pháp dán sứ mà nó là đắp cái chất composite lên trên bề mặt răng. Và phương pháp này nó có những cái nhược điểm rất là tai hại, ví dụ như là sau một thời gian thì cái composite này sẽ bị đổi màu và có mùi giữa cái vị trí dán composite với mặt răng thật, nó khiến cho phần lợi nó bị viêm lên và gây ra cái tình trạng khó chịu, gây ra cái tình trạng tụt lợi, tiêu xương và cái mùi này nó rất là khủng khiếp, nó giống như là mùi bể phốt vậy. Và cái ưu điểm của nó chỉ là giá rẻ thôi, nên chính vì vậy là nhiều người vì tham rẻ, vì muốn làm cho nó giảm tối đa cái chi phí thì lựa chọn cái phương pháp này, mà không biết rằng là sau một thời gian 2 đến 3 năm thôi thì cái phần môi trường miệng của mình nó rất là hôi, rất là khó chịu. Và ngoài ra là có những cái mà nó gây ra cái tình trạng viêm nhiễm lâu dài và ảnh hưởng đến cả các răng khác rất là nhiều. Nên chính vì vậy là đây là phương pháp mà bác sĩ Cường khuyên các bạn là tuyệt đối đừng có làm nhé. Như vậy thì trên thị trường hiện tại là đang quảng cáo có 3 phương pháp mà hay áp dụng. Thì mỗi phương pháp đều có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Và tại hệ thống phòng khám của bác sĩ Cường thì khách hàng sẽ luôn được tư vấn đầy đủ các phương pháp và những cái lợi ích cũng như là những cái tác hại của từng phương pháp khi mà chúng ta phục hình răng sứ nhé. Tuy nhiên sẽ tùy vào chỉ định và